Hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại channel của Béo. Hôm nay tôi tìm được một cái map có tên là Bắc Cua Đường Ống các bạn này. Nhìn qua có thấy đường ống cầu vòng trông khá là đẹp các bạn ơi. Nhìn cũng có vẻ hoành tráng phết các bạn ạ. Không biết là sẽ chơi như nào đây. Xung quanh là trang trí đèn đó một thứ cũng không bị hoa mắt lắm bạn ạ. Mà ở dưới có lava, không biết có sợ lag không đây. Nhưng mà nhìn ảnh bìa đẹp đấy, tôi cũng tò mò xem là chơi như nào bạn ơi. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm thử cái map Bắc Cua Đường Ống của bạn tên là Bang33B. Đó, xem thử xem cái map này chơi nó có gì hay ho không các bạn nhá. Ok, thì trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn ký cho đăng ký ủng hộ mẹ bé nữa. Đó, trải nghiệm thử bạn ơi. À quên mất, tôi thông báo các bạn là đó là tối nay nhá. 7 giờ tối nay mình sẽ mở phòng liên thông chơi mini game. Bạn nào mà muốn chơi cùng mẹ béo thì đừng quên là 7 giờ tối nay mình sẽ mở phòng các bạn nhá. ID 27351783 các bạn ơi. Rồi, thì để trải nghiệm thử xem cái map Bắc Cua Đường Ống này như nào đây. Ủa sao kêu đường ống mà sao lại có kêu hoa đào này? Hình như là đi vào bên này đúng không? Chắc là đi vào bên này bạn ạ. Vào đây. Ok, buôi. Hết hồn. Wow, map này là phải tăng tầm nhìn lên bạn ơi. Quên mất là chưa tắt xin đi bạn ạ. Đó, tắt xin đi ra nhảy nó mới phê. Rồi, giáo sư Stefan. Bây giờ mình sẽ đổi qua nhân vật giáo sư, sau đó chỉnh lại skin nha. Không biết là khi nào Midua mới sửa lại cái lỗi này bạn ạ. Thế lần nào đổi nhân vật cũng phải thay lại skin. Cay cú thực sự bạn ơi. Chả hiểu sao cập nhật cái lỗi này mãi không sửa bạn ạ. Mong rằng là Minua sẽ sửa sớm. Cái lỗi này mình không biết là trên PE có bị không nhở. Bạn nào gặp lỗi này trên PE vào phía 1 nha. Còn bạn nào không gặp lỗi này vào phía 2 nha. Đó. Còn trên PC bị thường xuyên luôn. Cứ mỗi lần đổi nhân vật là phải thay lại skin bạn ạ. Còn trên điện thoại tôi chưa biết như nào. Rồi level 2 đây anh em ơi. Rồi. Nhìn qua trông cũng có vẻ đẹp. Với đấy nhở, mình tăng thêm tầm nhìn nữa đi. Này nhìn chưa đã bạn ơi. Ui, nhìn trông cũng già gì bạn ơi. Nếu như là cái đèn này, cái đèn xanh xanh này mà thay vì xe bên ngoài á, phải xe bên trong á, thì nhìn nó sẽ sáng hơn, trông nó sẽ bắt mắt hơn bạn ạ. Nhìn kiểu chói lóa luôn. Mà thôi thế này cũng được bạn ơi. Thế này nhìn cũng ok rồi. Đó, cái đèn mang gương này, đấy. Cái đèn mang gương này, đó. Ô, không chết à? Ờ, đây cái đèn này. Cái đèn mang gương này mà để bên trong á, thì mình nghĩ nhìn nó sẽ đẹp hơn một chút đấy. Nhìn nó kiểu một cái đường dài thẳng trải dài một phát, nhìn khá là ok bạn ạ. Rồi, trời, bên nào khó hơn ta? Hình như hai đường như nhau bạn ạ. Ở hai bên như nhau, đi bên nào cũng được. Mình cứ tưởng là có chia đường khó đường dễ bạn ơi. Mà không chia, mắt là không chia nha. Rồi, nhảy thôi. Không biết là có bao nhiêu level nè. Thấy bên ngoài không có giới thiệu gì bạn ạ. Rồi, chúng ta cứ nhảy trải nghiệm map. Cái khối tên là gì ra? Mình có biết tên. Ông nào biết cái khối tên là gì không? Bạn nào nhớ tên cái khối này là gì? Nhìn ảo nhỉ. Ui, nhảy chỗ nhìn ảo ta. Ui. Này, đứng từ đây nhìn á, cảm giác là không thấy block ở trong này, cảm giác là mấy cái này nó liền nhau bạn ạ. Trông cứ ảo của gì á. Tôi không nhớ tên được khối này lắm. Ngày xưa bạn nào còn nhớ cái map Bắc Cua hành trình đến Horus của mẹ Peo không? Mình có xây á, thì mình có xây cái căn cứ trên Horus và mình xây nhà bằng cái khối này. Đó. Kiểu mình xây mấy cái nhà trên vũ trụ á, giống kiểu mấy phim khoa học viễn tưởng á. Đấy, tôi dùng cái khối để xây nhà này, nhìn khá là đẹp bạn ơi. À, mình cũng biết tên rồi, mình không nhớ tên cái khối gì bạn ạ. Tại vì sinh tồn mình cũng chẳng bao giờ dùng cái khối đấy. Mình cũng không biết chế tạo thế nào cơ, để khi nào mình chế thử xem như nào. Tôi còn chả biết công thức chế tạo khối này như nào nữa. Để khi nào mình chế thử, ngồi trang trí cho vui. Cái khối này thì thực sự công dụng hình như nó chỉ có để trang trí thôi, chứ nó cũng không có công dụng gì cả. Bây giờ bên này nhìn có vẻ khó hơn nè. Bên kia nhìn trông có vẻ căng hơn bạn ơi, nhìn có vẻ 4 ô hay sao á. Khá căng. Level 9, Bắc Cua trong đường ống cầu vồng. Khá là đẹp bạn ạ. Đánh giá cao mắt này, nói chung là mình đánh giá mắt này ok là bạn ơi. Nhưng mà phải xem là mắt này ngắn hay dài đã, mấy level tiếp theo như nào đã, xem có sáng tạo gì không. Còn về hình ảnh có vẻ đẹp ở đấy, đó, hình ảnh xung quanh nhìn không? Cái đường ống cầu vồng có thêm đèn thứ nhìn khá đẹp. Mỗi giờ cái lava, mình thấy là lava bỏ đi thì ok hơn này. Không cần phải lava đâu, bỏ đi cho bớt lag các bạn ạ. Mình nghĩ là nên bỏ lava đi. Bởi vì chúng ta xài quyển dịch chuyển rồi thì không cần thiết phải dùng đến lava bạn ơi. Cho thêm lava vào thì cũng được. Có thể là cái map này ngày xưa bạn ấy không có quyển dịch chuyển cho nên bạn ấy phải xài lava. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là không cần phải dùng lava đâu. Bỏ đi thì nó mượt hơn. Mình chơi PC thì không sao, chứ bạn nào mà chơi PE thì mình nghĩ là bớt được cái gì hay cái đấy, đúng không? Càng bớt càng tối giản thì nó càng tốt. Nếu bỏ lava bớt đi thì trên PE nó sẽ mượt hơn một chút.
PC thì mình chơi vẫn được. Ôi mình tính nhờ. Cái này đèn xịt mà. Cái này gọi là đèn ẩn thân này đó. Mình cứ đè nút ẩn thân mình đi thôi. Ê, không có gì phải sợ cả mà đây. Này thậm chí đi sát đường cái này. Đó, đi sát đường không sao cả. Ê mà hình như nha. Hình như là cái này nhảy lên trên đường không? Ê. Không biết là có chặn tàng hình không bạn ạ? Test thử em nào. Ở trên này. Ôi, không chặn đâu mà. Trời, ui dồi ôi nè. Biết thế nên mình đi bộ trên này luôn bạn ạ. Trời ơi, không chặn tàng hình luôn. Đỉnh đấy. Gì đấy? À, level này tôi nói vậy chứ level này mà anh em mà mở lên thông á, nhiều khi bóp nhau lắm. Mình kiểu mình đang ném hay sao? Có ông đi phía sau chạm vào, thế là rơi giữa đường luôn. Cay lắm bạn ạ. Mấy cái kiểu này chỉ phù hợp để chơi một mình thôi. Chứ chơi lên thông đông người là kiểu gì cũng bóp tim bạn ạ. Ông này dẫm lên chân ông kia, đang đi giữa đường ngã luôn. Mình bị mấy lần rồi. Ê, chặn đầu à? Ok, ui, bên này nhìn chặn đầu tích tắc à? Không, ô. Ui, bên này chính ra dễ hơn này. Không bị chặn đầu bạn ạ. Tôi tưởng bên này chặn đầu rích rắc thì là kinh quá. Đúng không nhỉ? Ừ, thế này bên này có khi còn dễ hơn bạn ạ. Này, bên này cháu chặn đầu luôn này. Ui, tôi tưởng chặn đầu rích rắc thì nó là đẳng cấp mà nè. Ờ, bên kia chặn đầu một ô này cũng dễ. Đó, cái level này cả hai đường đều dễ bạn ơi. Đi bên nào cũng được. À đây, cái hàng rào này. À, cái hàng rào không lỗi, tôi nhầm. Cái thủy tinh mới lỗi bạn ơi. Cái thủy tinh mình lỗi chứ cái hàng rào không lỗi nha. Cái hàng rào này vẫn đi được. Mình nhớ không nhầm cái thủy tinh á. Đấy cái chỗ này bị lỗi này. Không dễ được. Mình không hiểu tại sao nha. Riêng cái thủy tinh bị thế bạn ạ. Đấy như cái chỗ này này là không dễ được cơ. Mình phải nhảy vòng qua bạn ạ. Khó chịu lắm. Nhưng mà bạn ấy làm cái hàng rào thì dễ rồi. May quá. Không làm thủy tinh. Đó đi khá là mượt luôn. Ok level 20. Yo bye. Bay tiếp yeah. Bay nữa. Ôi, bay thêm phát nữa. Ok, bay thêm phát nữa bạn ơi. Úi dồi ôi. Rồi, lượm. Level gì đây? Hiện tại là mình đang ở level bao nhiêu đây? Không ghi à? Hình như hết chưa? Win chưa? Biết là win chưa bạn ạ? Úi dồi ôi, win rồi này. Map này nhìn chung là chơi cũng ơi. Rồi, xong tôi bảo map này nhìn chung chơi cũng được nhưng mà hơi ngắn. Nhưng mà không, chủ bác bảo mơ đi cưng. Ôi, level 1. Ui dồi ôi. Bây giờ đến parkour thử thách các bạn ạ. Ái chà chà, căng ấy nhờ. Ê, bình tĩnh nhờ. Khó mới khó đấy. Ê, chạy. Rồi, ok. Nhìn nguy hiểm ấy nhờ. Không thể hồi máu khi đang đi. Chạy nhanh. Bình tĩnh hồi máu trước bạn ơi. Vẫn hồi mà. Ủa. Ồ đúng thật bạn ơi. Ồ đúng thật là không hồi được bạn ạ. Ảo nữa. Giờ mình biết là cái dính cái lava này, dính cái magma này không, nó không hồi được à? Không biết là cài trigger hay là như nào. Không biết là có cài trigger hay là như nào. Không mà lại mình nhớ bình thường là lửa cháy vẫn hồi được máu mà ta. Nhưng mà sao lại đi trên cái magma lại không hồi được nhỉ? Ủa. Mày quá. Ồ chỗ này không lưu sinh à? Ghê vậy ta. Gì ấy? Gì hết hồn tự nhiên. Đang nhảy ông đã mời vào phòng á. Giật hết cả mình. Mà mình nhớ hình như là ngày xưa khi mà mình đang chơi là mọi người đâu có mời đâu đúng không? Tại sao bây giờ đang chơi vẫn mời được nhỉ? Lạ lắm bạn ạ. Ngày xưa tôi nhớ là khi mà chúng ta đang chơi game á, là đâu có mời được đâu. Sẽ ghi là người chơi đang ở trong phòng rồi. Đúng không nhỉ? Bây giờ đang trong phòng vẫn mời được bạn ạ. Ảo thật. Yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ui, cái đường hầm này nhìn nhiều đẹp hơn này. Nhưng mà cảm giác cái đường hầm màu này nó không đẹp nữa. Nó lại không đẹp bằng cái đường hầm lúc đầu bạn ạ. Cái đường hầm lúc đầu là thủy tinh ấy, nhìn nó đẹp hơn. Kiểu thủy tinh đổi màu trong cảm giác nó đẹp hơn bạn ạ. Còn cái này thì nhìn nó bình thường quá. Cái màu nhìn nó khá là không được đẹp lắm bạn ơi. Mình vẫn thích cái thủy tinh ban đầu hơn. Nhảy. Ok làm bạn ơi. Nhảy. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, tưởng thế nào chứ. Qua được hết bạn ơi. Qua được hết. Ok. Hết chưa. Ui, vẫn còn bạn ạ. Cái gì ấy. Ui, ghê chưa. Lại một tiếp này. Ui, bây giờ chúng ta đến một đường hầm khác. Đường hầm tối hơn à. Á chà chà. Đường hầm này nó giống đường hầm ban đầu. Nhưng mà tắt đèn bạn ạ. Phiên bản tắt đèn, không có đèn. Cái đường hầm ban đầu thì nó có đèn nha.
Còn cái đường hầm này thì nó không có đèn bạn ạ. Nhảy cũng ok bạn ơi. Ừ, cái mây này có sợ bóp nhỉ? Ê, chả may mà nhỡ lẩy nhảy hết mây thì những người còn lại sao? Ôi, gì? Ôi. Ơ, rõ ràng mình vừa thấy cái cột này nó đổi màu đúng không? Đây, đổi màu kìa. Ơ. Hư cấu, ơi, hư cấu bắn lời bố coi nhìn kìa, ơi. Ôi, cái cột này nó đổi màu kìa, ơi. Khi mà mình nhảy thì cái cột này nó sẽ đổi màu bạn ạ. Nhưng mà khi mà mình không nhảy nữa thì cột này không đổi màu, ơi ảo vậy ta. Ui, cái này không biết là cái chiếc cờ hay là tính năng mới hay như nào nhỉ? Anh em cho tôi hỏi cái làm sao chỉnh ở đấy đấy. Trông thú vị thế nhở. Ờ, khi mà mình đang nhảy thì cái cột nó sẽ đổi màu bạn ơi. Ơi, từ từ đã cho này á, càng quá. Ui, hay nha. Được của nó đấy bạn ơi. Thú vị phết. Cũng ra gì đấy. Rồi, tiếp tục bạn ơi. Bắc cua trong đường hầm cầu vồng. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5. Gì đây? Level 6. Cái map này là mỗi khi chúng ta qua một cái đường hầm mới sẽ tính lại level từ đầu các bạn ạ. Chứ không kiểu cộng dồn level. Tính ra nãy giờ mình nhảy cũng phải tầm khoảng là có khi phải 50 level có thể hơn nhỉ đúng không? Mình nghĩ chắc cũng phải 50 level hoặc hơn rồi đấy. Không biết là nãy giờ nhảy bao nhiêu level các bạn ạ. Mây á? Ui. Thế lỡ mà nhảy hết mây thì sao? Ờ, vậy là cái map này không phù hợp để chơi lên thơm bận hơi. Thế hết bay xong thì chịu à? Sao nhảy qua ta? Map này à, phải mua ô rẻ nhở. Mua khá là rẻ này, túi tên lửa còn rẻ hơn cả súng móc bạn ơi. Túi tên lửa thậm chí còn rẻ hơn cả pháo trời bận ạ. Ê kìa, chủ map bán thì sale cực mạnh à? Săn sale hơn cả Shopee, Shopee các thứ luôn này. Ghê quá. Sale cực mạnh luôn. Ôi, cái này nhảy qua. Ôi, ê may quá, chưa rớt bạn ơi. Rồi, tiếp. Bên này bắt cua cho bánh xe à? Thắng rồi kìa. Chưa chắc đã thắng đâu bạn ơi. Tìm đường đi. Đấy, đường này có gì nữa à? Nó đường trên đầu còn tìm đường đâu bạn ơi. Đây nè. Hey, dài thế. Hết chưa? Mình rất cảm ơn vì mọi người đã chơi map của mình. Mong các bạn ủng hộ tiếp nha. Ok bạn ơi, map này mình đánh giá là chơi khá là ổn anh em nhé. Đề cử mới nào, khá là ok đấy. À đấy, bây giờ tôi quên mất là muốn đề cử là phải chơi tiếp ván nữa bạn ạ. Thì mới bình luận được. Cái thế nhờ, ok. Map này mình đánh giá chơi ổn, chơi khá là hợp lý và tiếng Việt đã. Map. Ủa sao không chat được? Rồi xong luôn. Bây giờ hình như là Mini World không cho PC chat rồi đó bạn ạ. Sau khi bị lỗi chat bây giờ không cho chat luôn. Bạn chỗ này sao chat số bị lag à? Bị lag số bạn ạ. Anh em bạn nhìn nhá nè. Khi mà mình để chuột vào đây nhá, chat nó không có chữ. Đó, nhưng mà khi mình kéo chuột ra ngoài mình bấm này thì nó mới hiện chữ. Ui rồi ôi. Hư cấu thực sự bạn ạ. Ê già, lỗi mới thôi. Thì mình sẽ chat bằng cách là mình sẽ chat ở bên ngoài thì mình copy lại bạn ơi. Mình sẽ chat bằng cách là mình mở cái Google dịch lên bạn ạ. Đó, còn mỗi cách này thôi chứ không còn cách nào khác bạn ơi. Cay thế nhỉ, Minua giờ nhiều lỗi quá. Bạn nào gặp lỗi này giống mẹ béo trên PC, đừng quên để lại bật 1 nha. Ok, tôi ghi là map chơi ổn, có chia đường, trang trí khá đẹp. Đấy. Đó. Tuy nhiên có vài level không phù hợp để chơi liên thông chấm. Cân nhắc trước khi mở phòng đông người nha các bạn ơi. Đó. Bởi vì có mấy level như kiểu như là level mây á. Mấy level mây ấy, ai mà đi trước thì lợi hơn bạn ạ. Rồi combi xong pet vào đây. Còn mỗi cách này các bạn ạ. Chứ tôi không viết được ở đây trong game nữa. Ảo thế nhở, lắm lỗi thế. Ok thì chắc là video xin phép được kết thúc ở đây thôi. Các bạn có kiến thức gì muốn mẹ béo làm giúp mình nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.